hát bài cải lương được tặng Gifone bếp tổ ong. Nhận lời làm người dẫn chuyện trong vở cải lương Lan và Điệp sắp diễn ra tại Hà Nội, có vẻ như Thanh Thanh Hiền xuống nước bởi với khả năng của mình, người hâm mộ nghĩ Thanh Thanh Hiền phải có da gì đó ra tấm ra món. Xuống nước cũng được gì với tôi, được đứng thông thường sân khấu với hai thần tượng Chí Tài và Thanh Kim Huệ, hai người mà ngày xưa, tôi chỉ ao ước có một lần được nhìn thấy Lan, Điệp bằng xương bằng thịt thôi đã là mãn nguyện lắm rồi. Vở diễn đã đi sâu vào tâm thức của tôi từng lời ca, từng nhân vật. Bản diễn Lan và Điệp cách đây 45 của cô chú chỉ được thu băng, không có hình ảnh. Tôi háo hức được nhìn thấy hai huyền thoại một thời tái hiện vở diễn ngại điển trên sân khấu. Nhất là, sau vở này, họ cũng sẽ không nhận lời diễn thêm nữa. Cơ hội tiến thưởng của tôi mà. Thanh Thanh Hiền bảo, chị chưa từng tha thứ cho ai, hay chính phiên bản thân mình nếu chị làm sai, nhưng khi ở với Chế Phong, chị đã khác. Hiện tại, ở thành phố Hồ Chí Minh, cải lương đang thực sự sống dậy, mê đắm với cải lương, Thanh Thanh Hiền có định làm live show cho riêng mình. Nhiều người chơi bè, đồng nghiệp, khán giả hỏi tôi tại sao hơn 30 năm trong nghề, tôi chưa chịu làm live show. Nói thật, có nhiều mạnh kén cõi quân tỏ ý định cung cấp tôi thực hiện chương trình nhưng tôi hiện tại chưa muốn. Tính tôi thế, tôi không thích chọn dấu mốc nào trong sự nghiệp của mình cả. Tại sao lại cứ phải tổ chức live show để ghi dấu ấn với nghề nhỉ? Nhưng mà người chơi gợi ý thế tôi có khi cân nhắc, nhưng bao giờ thì chắc sẽ. Lâu lắm đấy. Làm nghề tôi vui nhất là có khán giả. Chẳng hạn, thế hệ đây thôi, khi tôi với nghệ sĩ Xuân Hinh đi diễn ở Hải Phòng. Diễn hoàn thành, có một khán giả chờ tôi trong cánh gà, anh nói hai người mẹ của anh đang chờ tôi và chỉ mong tôi ca một câu cải lương thôi cho các mẹ nghe cũng được. Thấy sự chân thành và muốn nghe tôi hát, tôi bèn kéo anh Hinh xuống hát cùng. Hát hoàn thành, mấy hôm sau anh cho người gửi lên Hà Nội cho tôi một cái điện thoại iPhone bếp tổ ong. Anh Hinh cũng nhận một cái như tôi. Họ nói, vì chúng tôi quá nhiệt tình. Đấy, đôi khi, đi hát, chúng tôi cũng không gì gì cả, chỉ cần có khán giả muốn nghe. Nhưng rồi họ đã biểu lộ sự trân trọng nghệ sĩ bằng những món quà, dù nhỏ dù to đều rất đáng quý. Chúng tôi đặc biệt về văn hóa vùng miền. Đi diễn nhiều, chồng chị cũng thế, anh lại hoạt động chủ yếu ở trong thành phố. Hồ Chí Minh, cuộc sống sau 4 năm gắn bó của chị có gặp nhiều gian khổ. Chúng tôi kém cỏi sống ở Hà Nội, đợt này anh Phong có nhiều dự án trong thành phố. Hồ Chí Minh nên đi đi lại lại. Mỗi dịp anh Phong ra Hà Nội thì chủ yếu ớt chúng tôi về nhà giường ở Sóc Sơn. Anh Phong giống tôi, thích không gian yên tĩnh. Tôi cũng rất muốn về đó ở hẳn nhưng tôi còn con gái đang đi học, bố tôi lại không muốn về đó. Người già nhà tôi trái ngược với người già khác, chỉ thích chỗ đông đúc và sáng sáng được đi nhảy đầm thôi. Tôi khá bận bịu vì kém cỏi xuyên chạy sâu trong Nam, ngoài Bắc. Tôi làm nghệ thuật thuần túy, không ngại doanh thêm nên thu nhập chỉ đến từ việc biểu diễn. Nói thông thường, tôi hài lòng vì đến giờ vẫn được khán giả yêu mến, lại có chồng cùng nghề ủng hộ, tôi chưa thấy mình gặp gian khổ gì. Cuộc sống con thông thường, con riêng có khiến hậu phi chồng chị đôi lúc không thoải mái. Vợ chồng nào mà chẳng trải qua những lục đục trong cuộc sống, nhưng con cái không phải là đề tài khiến chúng tôi hờn giận nhau. Tú Linh ở Việt Nam học nhạc nhưng sang trọng Mỹ, con lại chọn nghề hoàn toàn không liên quan ngành công nghệ thông tin. Tuy nhiên, con vẫn đi dạy thêm đàn piano, đỡ được một phần tiền sinh hoạt cho mẹ. Thái Phương năm nay 16 tuổi, đang học Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Con có năng khiếu hát nhạc bình dân đương đại, trữ tình, đi biểu diễn cùng mẹ rất nhiều. Tú Linh và Thái Phương đều rất mến ba Chế Phong. Hai con tôn trọng anh, gọi anh là thầy. Ngược lại, anh quan tâm, chăm chút các con từng ly từng tí. Thái Phương đang ở độ tuổi ẩn ương, nửa khôn nửa dại, luôn muốn chứng minh mình là người lớn nhưng bản chất vẫn chỉ là đứa trẻ. Anh lo con dễ gặp nhiều cám dỗ nên kém cỏi xuyên đưa đón con đi học, kèm cặp tận tình. Anh Chế Phong với Thái Phương cũng hay cự cãi nhau, nhưng là vì mến nhau quá thôi. Có thời gian, anh Chế Phong đưa đón con đi học suốt, vì lo cho con quá. Thanh Thanh Hiền chia sẻ chị là người lãng mạn nhưng cũng rất thực tế. Lấy chồng kém cỏi 4 tuổi, hẳn Chế Phong sẽ phải lãng mạn hơn chị.
tôi thế hệ là người lãng mạn ấy, anh Chế Phong có nhưng ít hơn tôi. Nhưng tôi cũng thực tế, ngày này ngày kia tôi không cần anh tặng tiến thưởng, tôi cũng nói rõ ràng quan niệm, nhà tôi là không có ngày 8 tháng 3 hay 20/10. Anh từng mua qua, tiến thưởng tặng tôi hai ngày đó và tôi nói, lần sau anh không cần làm vậy. Em không thích những ngày này. Ở đâu còn áp bức thì phụ nữ còn cần những dịp như vậy để xoa dịu nỗi đau. Anh cũng đồng ý quan niệm của tôi. Hơn chồng 4 tuổi không phải là vấn đề trong hôn nhân của chúng tôi mà vấn đề nằm ở chỗ văn hóa của chúng tôi khác nhau. Anh Phong là người Nam, tôi là người Bắc, giao tiếp đôi lúc hơi có vấn đề. Đôi lúc tôi thấy anh thì thầm cục lũng, tưởng giận hờn gì tôi nhưng dần dà, tôi hiểu đó là cách biểu đạt một mặt dùng miệng nên thông cảm cho anh. Đôi lúc anh Phong cũng ngỡ ngàng vì cách nói của tôi, cũng giận, hoàn thành tôi lại bảo, trước nay em vẫn nói thế mà, rồi anh Phong cũng lại bỏ qua. Chúng tôi đều trải qua đổ vỡ hôn nhân, nên biết kiềm cái tôi của mình lại. Nói thật, trước kia, tôi là người không thể tha thứ, tôi không tha thứ cho ai hết, ngay cả phiên bản thân mình nếu sai. Nhưng ở với anh Phong, cũng có thể là do tôi theo đạo Phật nữa, nên giờ tôi cũng bớt bớt rồi, biết tha thứ. Biết mỉm cười, tha thứ cho ai làm gì đó sai với mình, tôi nghĩ như là mình đang phổ độ chúng sinh ấy, biết đâu, vì sự tha thứ của mình rồi người ta sống tốt lên thì sao? Thanh Thanh Hiền rất yêu giọng hát của ông xã. Có người nói, ở bên cạnh Thanh Thanh Hiền, hình như Chế Phong hợp phong thủy nên cũng chịu đi hát nhiều hơn. Trước kia, anh Phong thực sự có nhiều nỗi buồn nên anh bỏ hát. Rồi khi chúng tôi yêu nhau, anh ấy có lần thổ lộ với tôi rằng, mình là người khơi dậy niềm đam mê ca hát trong anh, câu nói khiến tôi cảm động vô cùng. Thời gian đầu thông thường sống, anh Phong rất hăng hái đi hát cùng tôi, chúng tôi còn thu thông thường nữa. Thế nhưng từ sau đó, anh hạn chế đi hát, kém cỏi ở nhà tập luyện, phối bài và thu thanh cho tôi. Tôi không muốn điều đó vì giọng hát anh Phong rất tốt. Đời người nghệ sĩ, được trời phú cho giọng hát tốt thì còn gì bằng, không hát cho khán giả nghe thì thật là lãng phí. Tôi cũng nhiều lần làm tâm lý để anh hát trở lại, nhưng anh Phong cứ cười hiền hậu rồi lại thôi. Phải chăng vì cái bóng quá lớn của ông bố nổi tiếng Chế Linh khiến Chế Phong chùn bước? Không đâu, không phải vậy đâu, cố cách anh giống bố nhưng giọng hát mang màu sắc khác.